ca ung thư vú điều trị bằng phương pháp ghép tế bào gốc tạo máu đầu tiên vừa được thực hiện thành công tại Việt Nam. Và điều đáng chú ý là đây là ca ghép tế bào gốc tự thân đầu tiên. Thành công này cũng đã mở ra cơ hội cho kỹ thuật ghép tế bào gốc trong điều trị các bệnh hiểm nghèo ở nước ta. Bệnh nhân được ghép tế bào gốc tạo máu tự thân thành công là chị Đinh Thị Liễu, sinh năm 1962 ở huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Trước đó thì bệnh nhân Liễu nhập bệnh viện Ung bướu Nghệ An từ tháng 9 năm 2013, được chẩn đoán là bị ung thư vú giai đoạn 2. Sau một thời gian điều trị, các bác sĩ đã quyết định phương pháp điều trị tiếp theo cho bệnh nhân Liễu là ghép tế bào gốc tạo máu tự thân. Ca ghép được thực hiện vào ngày 19 tháng 11 và kéo dài trong 1 giờ đồng hồ, không xảy ra tai biến trong quá trình ghép. Đến ngày 11 tháng 12, việc điều trị cho bệnh nhân được xác định là đã thành công. Ghép tế bào gốc tạo máu tự thân là phương pháp điều trị hiện đại đang được ứng dụng nhiều trong điều trị các bệnh lý ác tính về máu và ung thư. Theo nguyên tắc là dùng hóa chất để diệt toàn bộ tế bào ung thư từ gốc, làm sạch tủy để ghép tế bào lành tính.